Xin chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tú Long xin được giới thiệu tới tất cả các anh chị và các bạn một mẫu nồi chiên không dầu có thể giảm tới 80% lượng dầu mỡ có trong thực phẩm mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Và cùng với đó là rất nhiều những tính năng nổi bật và cách hướng dẫn sử dụng vô cùng đơn giản. Nào, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá và cùng tìm hiểu xem mẫu nồi chiên không dầu AFH100 của Hagonku Hàn Quốc đang có điều gì đặc biệt nha. Nồi chiên không dầu Hagonku AFH100 có dung tích cực khủng lên tới 10 lít, lớn nhất thị trường, có thể làm chín nhanh các thực phẩm mà không cần dùng đến dầu mỡ, rất an toàn, tốt cho sức khỏe. Với thiết kế hiện đại, tinh tế kết hợp cùng gam màu đen sang trọng sẽ tạo điểm nhấn nổi bật cho không gian bếp nhà bạn. Và sản phẩm có kích thước vuông vắn, nhỏ gọn, không chiếm quá nhiều diện tích nhà bếp nhưng lại sở hữu dung tích chứa siêu to khổng lồ lên đến 10 lít, có thể nướng nguyên một con gà trong một lần. Và với dung tích cỡ lớn như thế này thì AFH100 rất phù hợp cho gia đình từ 4 tới 6 thành viên, và đặc biệt là các chức năng của lò có thể điều chỉnh dễ dàng bằng núm vặn cơ học. Nồi chiên không dầu AFH100 được trang bị 6 phụ kiện đi kèm, bao gồm khay đựng mỡ, khay nướng, 2 khay lưới chân không, 1 giỏ lưới xoay tròn để người dùng có thể dễ dàng thay thế trong quá trình chế biến thực phẩm, 1 thanh xiên roti có thể xiên gà hoặc là xiên cá để nướng nguyên con, 1 tay cầm tháo roti. AFH100 có thể thay thế 5 dụng cụ nhà bếp, được tích hợp 5 trong 1 là sự tổng hợp của nhiều thiết bị và dụng cụ nấu nướng cần thiết trong gian bếp như lò nướng, nồi chiên, vỉ nướng, chảo chiên, lò sấy. Và thay vì phải mất chi phí để mua 5 dụng cụ nhà bếp kể trên, thì chỉ cần có chiếc nồi chiên AFH100, mọi thứ có thể trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đối với các chức năng của lò chiên thì chúng ta có thể điều chỉnh dễ dàng bằng 3 phím cơ trên máy. Phím cơ đầu tiên là chúng ta có thể vặn và điều chỉnh về nhiệt độ phù hợp với loại thức ăn sử dụng để làm chín. Và đối với phím cơ thứ hai này thì chúng ta có thể tắt bật đèn trong lúc mà nồi chiên đang chế biến nấu chín thực phẩm, hoặc là có thể tắt hoặc là dừng chế độ quay gà, quay cá hay là quay khoai tây chiên. Và đối với phím cơ thứ ba thì chúng ta sẽ sử dụng điều chỉnh phù hợp để đặt hẹn giờ, thời gian nấu chín thực phẩm của nồi chiên. Anh chị và các bạn thân mến, đối với nồi chiên không dầu AFH100 của Hagonku thì có thể đa dạng các chức năng nấu ăn, như là chúng ta có thể nướng, có thể chiên hay là có thể quay. Và ngay sau đây sẽ là một số món ăn được nấu với nồi chiên của Hagonku nha.